đã công tác gần chục năm và thuộc dạng biên chế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nhưng bác sĩ Trịnh Duy Ninh sau nhiều lần xin chuyển việc không thành, anh đơn phương xin nghỉ việc. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, Bệnh viện huyện Chương Mỹ đã có 2 trường hợp xin nghỉ việc. Tình trạng bác sĩ xin nghỉ việc trong khi nhân lực còn hạn chế tại bệnh viện tuyến huyện đang khiến các bệnh viện vô cùng đau đầu. Hiện nay nếu mà theo kế hoạch thì vẫn còn thiếu, vẫn chờ cái kế hoạch tuyển dụng của sở. Cái thứ hai là cái số nhân lực hiện có thì cũng phải động viên các bạn đi làm, kể cả những ngày trực đi làm không nghỉ bù. Thiếu bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ đành phải thành lập liên chuyên khoa, tức bao gồm mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng. Cả liên chuyên khoa 3 chuyên ngành, có 6 bác sĩ thì một bác sĩ mới nghỉ việc, 2 bác sĩ mắt học nâng cao, chỉ còn lại trưởng khoa, phó khoa và một bác sĩ khám, điều trị khoảng gần 300 bệnh nhân một ngày. Kể cả là có nguồn kinh phí của nhà nước thì cái một năm vẫn có một vài bác sĩ đi. Năm nay thì chúng tôi đã mất đi một bác sĩ về ngoại khoa và một bác sĩ về tai mũi họng. Tôi là trưởng khoa thì cũng nắm mắt về tinh thần của nhân viên, thì cũng một bác sĩ mắt người ta cũng mong muốn ra đi. Thế thực ra là ai cũng thế thôi, cuộc sống thì cũng phải là cái nguồn kinh tế là đầu tiên. Trực đêm, sáng làm tiếp. Đó là tình trạng diễn ra thường xuyên tại khoa ngoại Bệnh viện huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Một tới hai bác sĩ hợp đồng cũng chỉ được thăm khám đơn giản, không được tham gia trực và ký giấy tờ cho bệnh nhân. Vậy là một bác sĩ khoa ngoại vừa nghỉ việc, cả khoa chỉ còn duy nhất một bác sĩ ngoại, vừa là trưởng khoa, vừa quản lý, vừa phẫu thuật, vừa khám bệnh. Tình trạng một bác sĩ kiêm nhiều công việc do thiếu nhân lực là tình trạng chung ở nhiều bệnh viện tuyến huyện ở Hà Nội. Theo như nguồn nhân lực ở đây tự chủ như thế này thì nó rất khó. Đấy, bây giờ nhất là đồng lương quá thấp, bảo hiểm thì can thiệp quá sâu vào cái điều trị, nên họ khống chế rất nhiều thứ. Bây giờ các bác sĩ là người ta đồng lương người ta thấp quá, người ta cũng bỏ hết, nên kể cả đến luôn khoa ngoại chúng tôi đây là bây giờ hiện tại một mình tôi làm. Đối với đơn vị chúng tôi thì cũng đã và đang gặp cái tình huống này. Đấy, nhưng tuy nhiên là mỗi đơn vị, mỗi cơ sở khám chữa bệnh phải có chiến lược của mình, có kế hoạch để mình phải thực hiện được. Đó là cái có chế độ ưu tiên ưu đãi đối với lại cán bộ, và cũng phải có cái kế hoạch để thu hút được cái nhân lực mà có cái trình độ cao về của chúng ta. Y sĩ cũng phải khám bệnh, bác sĩ răng hàm mặt phải khám cả tai mũi họng. Trung bình một bác sĩ khám 90 bệnh nhân một ngày, chưa kể số ca phẫu thuật, theo dõi bệnh nhân nội trú. Bác sĩ bệnh viện tuyến huyện đang nỗ lực gồng gánh trên mình khối lượng công việc gấp đôi, gấp ba với sức làm việc thông thường. Chắc chắn nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì sai sót trong khám và điều trị ở y tế tuyến cơ sở là khó tránh, và việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân bảo hiểm y tế cơ sở là khó khả thi.